Đấy, các bác thấy không nhé, đó rất là sáng luôn máy đây rồi. Ok, đó. Chào mừng các bác quay trở lại với kênh Điện Máy Việt Nhật, và hôm nay bên em xin giới thiệu đến các bác dòng máy cân bằng laser mang thương hiệu Lifesize. Thương hiệu Lifesize thì nó khá là nổi tiếng trong lĩnh vực về máy cân bằng laser và nó cũng khá là thân thuộc đối với các bác thợ. Ok, và bây giờ thì chúng ta cùng nhau xem thử cái dòng máy laser Lifesize ngày hôm nay em muốn giới thiệu thì nó sẽ gồm những phụ kiện gì và chức năng hoạt động, khoảng cách hoạt động của nó trong vòng khoảng cách là bao xa các bác nhé. Rồi đây, máy thì nó sẽ được đựng trong cái hộp nhôm như thế này, một cái hộp khá là chắc chắn luôn nhá. Trên hộp thì cũng có thương hiệu Lifesize. Đó, có khóa rồi. Ok, phía bên ngoài nó là một cái hộp giấy và có hình ảnh minh họa cho sản phẩm. Đi kèm theo thì không thể thiếu một cái dây đeo để chúng ta lắp vào hộp, đúng không ạ? Để chúng ta thay vì xách đỡ mỏi tay, chúng ta có thể đeo lên vai, một cái dây khá là chắc chắn. Kèm theo nữa đó chính là một cái khay đựng pin tiểu để cho các bác nào quên sạc chẳng hạn thì chúng ta có thể mua 4 viên pin tiểu, chúng ta lắp vào đây và sử dụng bình thường, sử dụng tạm thời, đúng không ạ? Trong thời lúc chúng ta sạc pin. Và không thể thiếu đó chính là một cái sạc, đúng không ạ? Một cái sạc đi kèm theo máy, và sạc này của nó là 8,4V các bác nhé, 8,4V. Và các bác đừng có nhầm với lại cái dòng sạc khoan pin 9V, 12V hay là 21V mà nó sẽ làm cháy cái máy của chúng ta. Tại vì cái dòng máy này thì cái giá trị của nó khá là cao, nên các bác khi sạc chúng ta chú ý là sử dụng đúng sạc của nó để bảo đảm an toàn cho máy, cũng như là không bị tổn hại về giá trị, không tổn hại về cái kinh tế của chúng ta. Và trên sạc thì nó sẽ có một cái bóng báo, khi chúng ta sạc thì nó sẽ là đỏ và khi đầy thì nó sẽ tự ngắt và chuyển sang xanh các bác nhé. Và kèm theo đó chính là một cái kính và một cái catalog giới thiệu về sản phẩm. Và đi kèm theo máy thì bên em sẽ tặng cho các bác một cái chân inox đây ạ, một cái chân inox các bác nhé, một cái chân inox 1m2 để cho các bác sử dụng, đúng không ạ? Một cái máy đắt tiền thì phải đặt lên một cái chân cứng cáp và chắc chắn, đúng không ạ? Nó mà đổ một cái thì như thế nào, đúng không? Nên là chúng ta cần để lên một cái chân chắc chắn, đó chính là bên em sẽ tặng cho các bác cái chân inox này, đúng không? Đó, tặng cho các bác nhớ nhé, tặng chân inox, bên em sẽ tặng cho các bác chân inox để các bác đẩy máy lên cho nó chắc chắn và nó cũng tô thêm phần đẹp cho con máy của chúng ta. Rồi, ok, bây giờ thì em sẽ xin phép di chuyển những một số cái sản phẩm này xuống, một cái phụ kiện này xuống qua, và em sẽ giới thiệu. Chúng ta sẽ đi vào trọng tâm của cái sản phẩm chính ngày hôm nay, đó chính là cái dòng máy cân bằng laser Lifesize, một thương hiệu rất là nổi tiếng trong lĩnh vực máy cân bằng laser và không còn xa lạ gì đối với các bác thợ của chúng ta, đúng không ạ? Đó, chúng ta sẽ chiêm ngưỡng một chút, đúng không ạ? Rồi, máy nó sẽ được cấu tạo bởi 2 phần ạ, phần đế và phần trên, đúng không ạ? Đó, và thân máy, và nó sẽ được phối bởi 2 màu, đó chính là cam và đen các bác nhé. Đó, rồi ok chưa ạ? Và dưới chân thì không thể thiếu được đó chính là những cái bọc cao su. Bọc cao su này thì cho nó không bị trơn. Đó, khi chúng ta đặt trên nền gạch, đúng không? Đó, khi chúng ta đặt trên nền gạch thì nó sẽ không bị trơn các bác nhé. Và tiếp theo đó chính là một cái chân đế bi. Đó, chân đế bi để làm gì? Chân đế bi thì nó sẽ cho độ chính xác cao này, chống dơ lệch này, chống bụi này, độ chính xác cao, đúng không? Và nó sẽ bền với thời gian để chúng ta sử dụng máy các bác nhé. Rồi, ok. Đó, máy cấu tạo này các bác thấy này. Và cái trọng lượng của máy thì nó khá là đầm tay so với những cái dòng máy khác, thì cái dòng cân bằng laser Lifesize này nó cầm, chúng ta cầm cảm thấy nó rất là đầm. Okay, khi chúng ta quay này, ví dụ chúng ta quay bằng tay này, đó các bác có thấy không, nó không hề chạy theo nhá, đúng không? Cái đế của nó vẫn đứng im, đúng không? Tại vì nó được đặt trên cái chân đế bi, được chưa? Đó, và xung quanh chúng ta thì chúng ta nhìn có thể thấy không thấy một con ốc nào đấy, các bác thấy không? Nó giấu một cách rất là hoàn mỹ luôn, rất là hoàn hảo luôn, không có một con ốc nào. Và trên thân máy thì nó có kèm mã QR code để chúng ta quét. Và đây, số mã vạch cũng như là cái số lô sản xuất của máy. Rồi, nói đến cái sản phẩm này thì em không muốn nói nhiều về cái chất lượng của máy, tại vì các bác nào đã sử dụng cái dòng máy cân bằng laser Lifesize này rồi thì các bác cũng biết, đúng không? Nó rất là bền, nó rất là bền, và nó thương hiệu Lifesize là một trong những thương hiệu đi đầu về dòng máy cân bằng laser, đúng không ạ? Nên là em cũng không nên muốn nói nhiều nữa về chất lượng. Đó, chất lượng thì nó quá là ok rồi. Các bác sử dụng cũng có thể thấy nhé, các bác làm rơi, làm đổ, nhưng cái độ chính xác của nó vẫn rất là cao luôn. Vì sao, đúng không ạ? Vì cái chất lượng của máy nó rất là tốt, và nó được cấu tạo rất là
bền bỉ với thời gian để chúng ta sử dụng. Độ chính xác của nó thì cực kỳ cao rồi. Và tất nhiên thì máy ở trong này, trong bóng nó sẽ được sử dụng cái dòng bóng LED siêu sáng. Bóng LED siêu sáng để chúng ta làm việc ngoài trời cũng như làm việc ở trong nhà các bác nhé. Đó, làm việc ngoài trời, ví dụ chúng ta dựng cột, bắn cốt nền, đúng không? Lên tường cho nó sáng, đúng không? Đó, bóng LED sáng, siêu sáng để chúng ta làm việc cho nó ok, đúng chưa? Rồi, quay sách này, phần quay sách và phần pin của nó đây. Đó, pin nó là một cái khối đây. Đó, dạng khối nhá, và nó được chốt bởi một con ốc ở đây. Đó, chốt một con ốc ở đây và chúng ta có thể sạc trực tiếp. Đó, sạc trực tiếp khi để trên máy, hoặc chúng ta có thể tháo pin ra chúng ta sạc để cho nó bền, pin cho nó được bền hơn. Đó, thay vì thế thì chúng ta sẽ tháo pin ra các bác nhé, và chúng ta sẽ sử dụng. Nếu mà khi chúng ta tháo pin ra chúng ta sạc, đúng không, thì chúng ta có thể dùng được trực tiếp đó. Chúng ta cắm trực tiếp lên máy đây. Đó, nó sẽ có một cái lỗ sạc ở đây. Đó, nó sẽ có một lỗ sạc đấy để chúng ta có thể cắm để chúng ta dùng, đúng không? Đó, trong lúc mà chúng ta chờ đây thì chúng ta có thể cắm trực tiếp để chúng ta sử dụng nhé. Đó, rồi ok chưa? Đó, chúng ta sẽ cắm sạc pin vào đây để chúng ta sử dụng này. Đấy, rồi ok, hoặc là chúng ta cắm vào đây nhé. Đó, chúng ta có thể cắm sử dụng trực tiếp, được chưa? Rồi, ok. Và bây giờ thì đây, máy, đó, máy thì các bác cũng đã biết rồi. Cái dòng máy cân bằng LiSai này thì về chất lượng nó rất là ok rồi. Bây giờ thì tại vì là con máy này nó phổ biến nhưng mà không phải ai cũng mua để sử dụng các bác nhé. Đó, không phải là bác thợ nào cũng mua để sử dụng, tại vì là nó tùy theo cái nhu cầu của mỗi người. Đấy, nên là hôm nay cái về chất lượng thì em cũng không nói nhiều nữa. Bây giờ em sẽ hướng dẫn cho các bác một chút. Có thể có những bác đã dùng rồi, có những bác chưa dùng, thì em xin phép hướng dẫn những cái bác mà chưa dùng cái sản phẩm máy cân bằng LiSai này thì sẽ sử dụng như thế nào các bác nhé. Đầu tiên bây giờ thì em sẽ bật cái nguồn lên, thì đây nó cũng thông thường, nó cũng sẽ bật nguồn như thế này, đúng không ạ? Rồi ok. Đó, bình thường những cái dòng máy khác nếu mà chúng ta bật nguồn lên thì cái tiếng ngang của nó sẽ tự động bật đây, nhưng mà với cái con máy này LiSai này thì chúng ta sẽ phải sử dụng bấm luôn. Đó, sử dụng nút bấm trực tiếp của nó. Tia H đây, tia H của nó sẽ là tia ngang, V1, V2 sẽ là tia đứng. Đó, và nó được gom 4 tia lại và thành 2 nhé. Đó, P này, đó, một P nữa. Rồi, ok, P này thì chút nữa nó sẽ có chức năng như thế nào thì em sẽ giới thiệu sau. Và bây giờ chúng ta sẽ bật cái tia H lên này. Chúng ta có thể thấy tia của nó rất là mảnh. Đấy, các bác có thể nhìn thấy nhé, tia rất là mảnh. Và cái chấm tròn của nó, các bác nhìn thấy không? Nó rất là sáng luôn. Chấm tròn này thì nó sẽ có chức năng làm ngoài trời. Ví dụ chúng ta làm cốt nền, lấy cốt nền, đúng không ạ? Lấy cốt nền thì bắt buộc chúng ta phải lấy cái tia này. Đó, để lấy cái chấm đấy để chúng ta làm, đúng chưa? Rồi, bây giờ em sẽ bật tia đứng của nó lên. Đó, tia đứng của nó đây. Đó, các bác có thể thấy nhá. Đó, bật một cái là V1 thì nó sẽ là lên cái đằng phía trước và phía đằng sau. V2 thì nó sẽ là bên trái và bên phải, được chưa? Rồi, ok. Bây giờ máy thì nó sẽ tự động cân bằng trong cái phạm vi cho phép, và khi mà chúng ta để nó quá lệch thì nó sẽ báo, đúng không ạ? Đó, nó báo thì nó sẽ nháy như thế này. Được chưa? Rồi, ok chưa? Vâng, ok. Và bây giờ nhá, khi các bác bình thường những cái máy khác, đúng không, các bác muốn sử dụng cái chức năng, ví dụ chúng ta nghiêng máy, muốn khóa máy, đúng không, muốn khóa máy để chúng ta làm một cái có nghĩa là chúng ta cần một cái đường chéo đấy, muốn khóa máy thì trên này nó sẽ có một cái nút, đó, nó sẽ có một cái phím để chúng ta khóa cái tia lại đấy. Nhưng không, cái máy này thì chúng ta thế này nhá, nó rất là đơn giản. Nếu chúng ta muốn máy không báo nữa, chúng ta sẽ tắt máy đi nha, tắt máy đi. Đó, chúng ta tắt cái khóa này đi. Rồi, chúng ta sẽ sử dụng bằng cái phím trên này. Đó, chúng ta tắt rồi đúng không? Chúng ta sẽ sử dụng bấm phím P trên đây. Đó, chúng ta sẽ bấm phím P trên đây để cho máy bắt đầu nó khởi động lên này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bấm, chúng ta muốn lấy tia nào, chúng ta sẽ bấm tia đấy, muốn là bấm tia H, lấy tia H chúng ta bấm vào H nhá. Đó, lúc này thì máy nó sẽ không báo nữa các bác nhé. Đó, lúc này là máy nó đã được khóa rồi và nó sẽ không báo nữa. Đúng chưa? Đó, và bây giờ chúng ta có thể lấy đường chéo này. Chúng ta lấy đường chéo thoải mái. Đấy, chúng ta lấy tia đứng thoải mái và máy nó sẽ không báo nữa. Đó là chính là cái chức năng khóa tia của máy. Và các bác cũng có thể nhìn thấy nhá, cái chấm của nó nhá, cái chấm tròn của nó nằm ở giữa. Nó nằm ở giữa hai tia. Đó, chính là một tia đứng và một tia ngang thì chúng ta có thể nhìn thấy nó nằm ở giữa luôn. Cái tâm điểm của nó, đúng không? Tia tâm đỏ là tâm điểm của nó. Cái chấm tròn nó nằm ở giữa, nó không lệch sang trái, không lệch sang phải, đúng không? Đấy, chúng ta cũng có thể thấy, đúng không? Cái dòng máy cân bằng laser LiSai này nó rất là chuẩn luôn. Nó các bác có thể sử dụng 1-2 năm, các bác không cần phải cân chỉnh lại. Đó, tại vì em đã sử dụng cái dòng máy này rồi. Nói chung là em đã kinh doanh cái dòng máy này thì khá lâu. Đấy, như là cái chất lượng của nó thì em đánh giá của nó, đánh giá về chất lượng thì chúng ta nó
cực kỳ là cao luôn. Đấy, đánh giá về chất lượng thì cực kỳ cao luôn. Rồi, ok, bây giờ chúng ta muốn tắt thế nào thì chúng ta cứ thế là tắt thôi nhé. Và bây giờ chúng ta muốn tắt tắt máy đi, chúng ta bấm vào P. Đó, bấm vào P, bấm hết nó thì nó sẽ tắt. Được chưa? Đó, cách sử dụng máy rất là đơn giản luôn nhá. Cách sử dụng máy rất là đơn giản. Như chúng ta muốn tháo cái pin này ra sạc thì đây, chúng ta dùng cái tô vít đó, dùng móng tay đây là em đang khóa đang mở ra. Đó, em đang để cho nó lỏng lỏng thì em tháo thôi. Thì chúng ta sử dụng cái móng tay chúng ta khoa mở này, nếu mà chúng ta không có tô vít đúng không? Đó. Đó, chúng ta có thể mở pin ra để chúng ta sạc đúng không? Đó, chúng ta đi sạc rồi. Đó, chúng ta sạc pin riêng và chúng ta vẫn có thể dùng máy bình thường nhé. Đó, được chưa? Ok chưa? Đấy, về hôm nay em cũng giới thiệu sơ qua cho các bác là như thế, cái dòng máy cân bằng laser LightSide 12 tia của bên em là như thế nào và cách sử dụng ra sao thì em cũng giới thiệu đến các bác đúng không? Đó, những bác có những bác đã sử dụng và có những bác chưa sử dụng đúng không? Thì em cũng giới thiệu luôn. Và đây, em vừa nãy quên cũng chưa giới thiệu về cấu tạo ở phía trên này. Thì nó có được bọc là những cái lớp cao su. Đó, những cái lớp cao su trên này. Để ví dụ máy mà nó có đổ thì nó cũng sẽ làm giảm cái trọng lực máy nhé. Đó, nó làm giảm trọng lực máy đi để cho nó bảo vệ máy an toàn hơn. Được chưa? Rồi, ok. Và hiện tại trên thị trường thì nó bán khá là nhiều. Nhưng bên em thì sẽ bán với mức giá như thế nào? Đó, chính là bên em sẽ hiện tại đang để với mức giá là 2.860.000. 2.860.000 bao ship toàn quốc cho các bác và bảo hành cho các bác 12 tháng, tặng cho các bác một cái chân inox để các bác sử dụng, bảo hành cho các bác 12 tháng theo tiêu chuẩn của hãng. Và khi máy có vấn đề gì thì bên em sẽ cho nhân viên vào tận nơi lấy máy đi xử lý cho các bác, có nghĩa là bảo hành cho các bác trong vòng 12 tháng. Và khi hết thời gian bảo hành, bên em vẫn sẽ hỗ trợ cho các bác sửa chữa các máy nhé. Đó, khi hết thời gian bảo hành thì bên em sẽ vẫn hỗ trợ để bảo hành, hỗ trợ cho các bác bảo hành sửa chữa cho các bác. Được chưa? Rồi, ok. 2.860.000 bao ship toàn quốc, đến nơi các bác cứ mở ra kiểm tra thanh toán sau nhé. Mở ra kiểm tra đúng hàng chúng ta, đúng chất lượng chúng ta thanh toán. Ok. Và các bác đừng quên giúp em đăng ký kênh YouTube nhé, để mà em có thêm động lực, cũng như là khi bên em có sản phẩm gì đấy thì các bác sẽ nhận được và chúng ta sẽ không bỏ qua những cái sản phẩm mà phù hợp với lại công việc của mình. Và bây giờ thì em xin phép là rời con máy này ra và chúng ta test thử ngoài trời nắng luôn, xem máy nó hoạt động như thế nào các bác nhé. Rồi, ok. Ok các bác nhé, bây giờ thì em đã di chuyển máy ra ngoài trời rồi. Bây giờ chúng ta sẽ test thử xem ở ngoài trời xem cái ánh sáng của máy nó như thế nào các bác nhé. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ bật máy lên. Tia hát này, tia đứng lên nữa này. Đó, các bác có thể thấy này, tia của nó đây nhé, rất là mảnh và rất là sáng luôn. Đó, máy đây nha, với khoảng cách khoảng tầm 3 mét đây nha. Rồi bây giờ em sẽ bắn cho cái tia của nó ra xa hơn một chút nhé. Đấy, khoảng tầm 7 mét đi. Đó, ok, máy đây. Rồi, ok, các bác có thể thấy đây, cái chấm tròn của nó rất là sáng luôn, tia của nó rất là sáng và mảnh luôn. Đấy, các bác thấy không nhé. Đó, rất là sáng luôn, máy đây. Rồi, ok. Đó, cái này là ví dụ chúng ta làm ở ngoài trời là chúng ta dựng cột này. Đó, dựng cột rồi. Bây giờ em sẽ xem cái tia, cái chấm của nó để chúng ta lấy cốt nền nhé. Em bắn đi xa nhé, bắn ra xa ngoài phía đằng kia nhé. Em để máy đây và em quay cái tia của nó ra nhé. Đó, ok. Rồi, ok, kia rồi. Đó, bây giờ nó ra rất là xa rồi. Thì em sẽ đi di chuyển máy ra để chúng ta tìm cái chấm của nó nhé. Đây các bác, đây ạ. Đó, các bác có thể thấy đây là ví dụ khi chúng ta mà lấy cốt nền, đó, cốt nền hoặc là chúng ta cần bắn cái gì xa thì đây là cái chân tâm của nó này, tâm tròn của nó này, nó không bị vỡ nhé, lấy cái tâm của nó không bị vỡ ra nhé. Và máy thì em để rất là xa kia nhé. Đó, hiện tại ngoài trời thì cũng khá là nắng. Đó, các bác có thể thấy nhá, máy bắn rất là xa, còn là dòng LightSide này thì nói về chất lượng và ánh sáng của nó thì anh em không cần phải bàn rồi. Đó, đúng không ạ? Rất là đẹp luôn, tia rất là đẹp, rất là mảnh để cho anh em làm. Và đó, ok chưa ạ? Đây, anh em có thể thấy tiếng ngang của nó này. Đó, đây máy em để nhá, bắn rất là xa. Ok chưa? 40-50 mét thoải mái nhá, để chúng ta lấy cốt nền nhá. Đó, tia này thì chúng ta làm ngoài trời thoải mái luôn này. Các bác có thể nhìn thấy này, cái tâm tròn nó luôn là nằm ở giữa. Đó, nó nằm ở giữa nhá, nhưng nó không bị lệch sang trái hay lệch sang phải gì nhá. Đó, ok các bác nha, các bác có thể thấy đây nha. Đó,
tia của nó rất là sáng và mảnh, phù hợp để cho các anh em làm để trong nhà hay ngoài chơi. Và cái con máy này thì một điều nó khá là đặc biệt đó chính là nó có thể tự động cân bằng, nên anh em có nghiêng một cái điểm nó nghiêng này, nghiêng được khá là nhiều luôn, và nó sẽ tự động lấy cân bằng cho các bác, nên các bác an tâm nhé, không cần phải theo giọt nước cần biết gì nhé, mà máy nó sẽ tự động cân bằng, ví dụ nó quá cái phạm vi cho phép thì máy nó sẽ báo, nên anh em yên tâm để anh em làm sử dụng nhé. Rồi ok, các bác nào quan tâm đến sản phẩm mà máy cân bằng laser LightSight của bên em thì vui lòng liên hệ em qua số điện thoại hoặc Zalo 0982051388 để hỗ trợ thêm cho các bác lựa chọn những sản phẩm phù hợp với công việc của mình nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.